Xin chào Bùi Khánh Hiền. Chúng ta bắt đầu với những ngày đầu em bước vào nhà hát, là người trẻ nhất của nhà hát. Em cảm nhận thế nào về điều này? Trước hết thì em cảm thấy rất là hạnh phúc và tự hào khi được làm việc tại nhà hát âm nhạc dân gian Việt Bắc. Thì những bước chân đầu tiên khi mà bước vào nhà hát... Lại đi. Nhìn vào ống kính nhá. Không bắt buộc phải thế không? Phải chứ. Tức là cái ống kính này là cái người đang phỏng vấn, cái ống kính này là cái người đang phỏng vấn. Nhìn ngang, nhìn ra ngoài một ít thôi. Tập trung, tức là mình trả lời với cái máy quay này. Em đang nói chuyện với máy quay, con đang nói chuyện máy quay nhé. Lại nha. Xin chào Bùi Khánh Hiền, chúng ta bắt đầu với những ngày đầu em bước vào nhà hát, là người trẻ nhất của nhà hát, em cảm nhận thế nào về điều này? Với việc bố mẹ cũng làm việc tại nhà hát, liệu có áp lực nào không khi bắt đầu sự nghiệp? Mọi người có lẽ sẽ nghĩ là có áp lực, nhưng mà đối với em thì đó là cái sự nguồn động viên to lớn. Khi mà bố mẹ em là những người nghệ sĩ đã làm việc và cống hiến ở nhà hát rất nhiều năm, em cũng mong là mình có thể trở thành người tiếp nối cho những cái bước chân của họ và những tiền bối trước đây. Hơi vấp tí lại nhá. Vấp thì nó mới tự nhiên chứ. Em hay tôi. Tôi đấy. Tôi ạ. Em được đúng không? Câu trước thì em mà câu sau thì tôi. Cái người phỏng vấn là cái người là anh thì mình là em. Vâng, không tại vì có thu phỏng vấn đâu. Tiếp nhá. Cứ xưng em đi. Rồi. Em đã đạt được huy chương vàng cùng đội múa nhà hát trong các kỳ hội diễn năm 2021 và 2023. Cảm giác như thế nào khi đạt được một thành tựu lớn như vậy trong thời gian ngắn? Thật sự thì đấy là một cái nguồn vinh hạnh vô cùng lớn khi mà có thể đạt được những cái thành tích như vậy trong thời gian rất là sớm. Thì đó là cái sự công nhận được ở trong đội múa hay là cả nhà hát nói chung đối với vai trò của em trong cương vị của mình. Và em mong đợi là về sau mình sẽ còn có thể cống hiến được nhiều hơn cho nhà hát. Trong khi nhiều người cùng trang lứa tìm kiếm lợi ích cá nhân, em đã chọn hy sinh để. Trong khi nhiều người cùng trang lứa tìm kiếm lợi ích cá nhân, em đã chọn hy sinh để theo đuổi nghệ thuật dân gian. Tại sao lại quyết định như vậy? Có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy cái quyết định của em là khác lạ, nhưng mà em không cảm thấy đây là việc hy sinh khi mà mình đang làm việc cho cái việc là bảo tồn và giữ gìn, phát triển những cái văn hóa của dân gian dân tộc. Em mong muốn là mình có thể trở thành một cái động lực cho những cái bạn trẻ sau này quan tâm đến văn hóa và dân gian dân tộc Việt Nam mình hơn. Cuối cùng, em có những kế hoạch gì cho tương lai của mình với nhà hát? Em mong rằng trong cả sự nghiệp... Đối với tương lai của mình, mong muốn dành cả cuộc đời. Đối với tương lai của mình, mong muốn dành cả cuộc đời để tìm hiểu và cống hiến cho những giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc miền núi phía Bắc, và mong muốn sẽ ngày càng phát triển để nhà hát trở thành điểm tự hào của nghệ thuật dân gian Việt Bắc, góp phần sáng tạo, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của dân tộc. Cuối cùng, em có những kế hoạch gì cho tương lai của mình với nhà hát? Rồi nha, đừng im nhé. Đừng im. Xong lúc đấy. Vẫn cứ nhìn chỗ này nhé. Cái cây đào này. Có nhìn vào cái cây đào ấy. Cũng như là đang nói chuyện với người ấy nhé. Bây giờ lấy cái... Lấy rộng từ bên phải. Ok. Cho nó ngựa sang bên phải nữa đi.
nhìn nhìn về về đây một tí hiện về bên này, đây này. Nhìn thấp xuống một chút nhé. Đấy, không ngang. Đấy, đây đây, cầm đây. Nhìn ngang như là đang nói chuyện với người ta ấy nhé, đang như nói chuyện với cái cây ấy. Nhìn nhìn một điểm thôi nhá. Nhìn một điểm đó. Lại từ đầu này. Chú ơi. Chú làm gì không? Được cái gì? Chú cứ cầm này để nhắc để cháu tập trung vào đây đi. Nào xem cái audio của cái gọi đấy. Mấy cái máy cho anh ấy, máy của em cần khóa với IDID, lúc nó khóa trả điều kiện được luôn. Em lấy đi. Em đừng cẩn thận, cái đấy cẩn thận. Rồi phát. Đóng tiền luôn nhá. Rồi em bấm bấm đi. Được chưa? Hình được chưa?